Vâng, chào các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ ba rồi. Tỷ số này của ông ta thì nó đang là 1-1. Và đây là game thủ Protoss màu đỏ của ông ta, người thắng trong game đấu thứ hai vừa rồi. Anh ấy chính là game thủ San. Vâng, mặt San nhìn hơi ngáo một tí. Chơi game đầu lại còn lệch sang bên trái, hay buồn cười. Và đây là game thủ Terra màu xanh của ông ta, người thắng trong game đấu thứ nhất. Thưa các bạn, anh ấy chính là CM Storm Pwn. Yeah. Vâng, Pwn thì lại rất đập trai đấy các bạn. Tôi không thể tin nổi là Pwn lại là người Hàn. Tôi nghĩ chắc là Pwn là lai Hàn thôi. Chứ tức là có lai của Hàn thôi, chứ không hẳn là người Hàn. Nếu như Pwn mà tham gia vào giới giới nghệ sĩ của Hàn Quốc thì tôi nghĩ chắc là Pwn cũng sẽ tiến xa lắm, vì cái khoản đập trai của anh ấy. Hiện nay chúng ta đang ở trên map Merry-Go-Round, rất giống cái map mà Catalina trong cái đấu thứ hai vừa rồi đó. Ở họ có 3 vị trí xuất phát, và San xuất ở vị trí hướng 2 giờ, còn Pwn xuất phát ở cái vị trí hướng 10 giờ thưa bạn. Map này thì nó giống với map Catalina ở chỗ là nó có 3 vị trí xuất phát, và cái khả năng và cái việc đi scout thì nó cũng rất là giống nhau. Một cái đặc điểm nữa theo như tôi nhận xét thì là cái map, hai cái map này nó đều có khoảng cách từ màu này sang màu khác là ngang nhau thôi. Tôi không thấy sự khác biệt nhiều lắm về cái khoảng cách, cho nên là cái cách thi đấu chắc là nó cũng ngang ngửa nhau, nó cũng sẽ giống hệt nhau thôi. Tuy nhiên là cái map này nó có đặc điểm khác ở cái việc là đi drop thôi bạn. Tại vì các bạn thấy rằng là ở phía bên trái của mỗi mỏ thì bên phải của mỗi mỏ đây thì nó của mỗi cái mỏ chính ấy, thì nó đều có một cái khoảng trống rất là to và rất dễ để bị drop từ những cái khoảng trống đó. Cho nên là không như cái map Catalina thì map đấy thì lại thường là có đường để đi bộ ra hết. Cho nên là chúng ta đều có thể là đặt pylon này, đặt cái gì đó hay đặt supply depot để có thể là scout những pha drop. Còn ở trên những cái map này thì sẽ phải rất cẩn thận bằng việc là phải đặt observer, bắt buộc phải đặt observer để mà kiểm tra vị trí phía dưới. Đặc biệt là mỏ của San, tại vì Pwn thì lại rất là chăm chỉ đi drop. Và hiện nay có thể nói là có rất nhiều bạn đang ở trên chat room cũng đang tham gia chém gió với tôi. Các bạn phải hiểu rằng là ngồi chat, ngồi cát đêm này mệt lắm thưa các bạn. Ngồi cát đêm này rất là mệt, mà nếu như tôi mà được sự ủng hộ của các bạn thì tôi sẽ rất là vui. Hiện nay có bạn nào đang chat bằng cái ác là Sam Jodel thì đề nghị bạn thoát hộ pháp. Dùng ác chính của mình để tôi biết bạn là ai, chứ bạn dùng cái ác chung đấy bạn chat thì tôi cũng không biết bạn là ai được. He could take a much quicker third than before and then play with a style where you get a lot of gateways behind it, then you get charge, you get a lot of sentries. Hôm nay thì mặc dù đã nửa đêm nhưng mà hầu như các bạn khán giả của chúng ta hầu như là toàn xem ở trên cái kênh hình thức nhảy chính thôi. Tại chắc chắn là tại vì độ phân giải nó mượt mà đúng không ạ? Or he could even do something like maybe a 7 gale blink stalker. Xem nó mượt mà hơn so với cả kênh anh cái kênh dở hơi kia. Mình nói chung là mình ghét cái kênh dở hơi kia lắm. Tại vì là nó làm đủ trò với mình, bức thích cho mình. Và thời gian hiện nay thì San vẫn đang tiếp tục follow cái build order rất là quen thuộc. Sau khi mà đặt mỏ 2, anh ấy bắt đầu đặt thêm cho mình cái thoa la cao số để lên blink stalker. Sử dụng Blink Soccer để có thể là ép cho quân đội của Pwn phải ở phía bên trong nhà. Tất nhiên rằng là Pwn thì đều biết rất rõ cái build order này rồi. Anh ấy biết rất rõ cái build order này của Protoss, cho nên là khả năng Pwn hoàn toàn có thể là counter attack ngay khi mà quân đội của Protoss đưa quân của mình ra ngoài. Thế nên tôi nghĩ rằng là San thì luôn luôn nắm rất rõ cái điều này. Anh ấy sẽ không bao giờ anh ấy đưa quân ra ngoài khi mà có Blink Stalker, mà anh ấy sẽ đưa quân ra ngoài khi anh ấy có Colo, chứ không phải là sử dụng Blink Stalker để gây sức ép lên mỏ của đối phương nữa. Tại vì hiện nay thì Blink nó đã bị nép đi khá nhiều. Cái trò Blink Stalker không thể nào thành chiến thắng trong PBT thêm một lần nữa. Này hầu như những cái map của chúng ta đều giúp hỗ trợ việc phòng ngự ở Blink Stalker rất là dễ dàng rồi. Này, các bạn thấy đấy, và con Marine phát hiện ra con Pop rồi. Hiện nay hầu như là con Pop đấy được đưa đi chỉ để phát hiện ra đối phương có ăn mỏ hay không thôi. Và thế là hiện nay Stalker đang ở đây. Vâng, hai con Stalker chơi luôn Marine luôn, không có gì phải sợ cả, cứ hit and run thôi thưa bạn. Vâng, sẽ chơi hết được mấy con này rồi, không có gì phải lo cả. Mấy con Marine mặc dù rất hổ báo nhưng mà hit and run thì rất ui ơi, Stalker ui không được rồi, một con chết rồi, không ổn rồi. Vâng, Proton chẳng bắt buộc phải bật lên thưa bạn, nếu không sẽ mất rất là nhiều prop ở đây thưa bạn. Đây là cái khoảng thăng minh 6 phút của các kẻ thủ Terran khi mà họ có Marine phát, họ đẩy thẳng sang mỏ của đối phương luôn để cố gắng phá được, bắt được càng nhiều prop thì càng tốt. Cái việc này vừa giúp cho quân đội của Terran có thể là vượt lên về số lượng nông dân, cũng như là vừa
vừa lên về income, và thêm một lần nữa là họ họ có thể là triệt tiêu được, tức là gây sức ép lên các game thủ Protoss, bắt họ sẽ phải ở nhà, bắt buộc Protoss phải ở nhà, không thể nào đưa ra ngoài được. Vậy nay thì Protoss ông ta vợ anh đặt cho mình hai cái fork rồi, cùng với đó là một cái nữa. Pha scan này tôi nghĩ rằng chắc là sẽ phát hiện ra được một cái fork thôi, tức là chỉ có nhìn thấy các cái nhà đấy thôi, chứ còn Paul sẽ không thể nào target vào được cái nhà kia để xem hai cái nhà ở vị trí trên đó là nhà gì. Sai quyết định là nâng cấp double upgrade rồi. Ui rồi ôi, hai băng cơ cũng là một toét luôn. Vâng, game thủ Paul của ta có vẻ là hơi bị sợ hãi, anh sợ rằng là đối phương hai cái nhà kia nó lại hai cái nhà ghét thì anh thấy sẽ rất là thốn. Anh đã thêm cho mình thêm một băng cơ nữa thưa bạn, vâng, để có thể là phòng ngự một cách chắc chắn hơn nếu như đối phương có ý định là chơi 7 ghét Onin. Hiện nay thì rất may là San của ta thì không phải là một game thủ có ý định chơi Onin như vậy, mà anh ấy đang lên cho mình Colo với cả nâng cấp double upgrade. Nếu như mà San mà Paul mà không scan kỹ được cái vị trí này thì rất nguy hiểm đây. Không thấy rằng hiện nay thì nhà đối tác bài cũng đã bị phát hiện rồi. Không, tôi nghĩ rằng hình như mới đặt nè. Không biết là bị phát hiện chưa, tôi cũng chưa biết nữa. Mọi thấy rằng hiện nay thì nâng cấp Steam Bank nó còn khoảng tầm 9 giây nữa là nó hoàn thành xong rồi. Terran sắp sửa hoàn thành xong trên trên mình nâng cấp gì đây? Vâng, tôi nhìn thấy rằng là mới được khoảng tầm 30% thôi. Sau khi mà hoàn thành xong nâng cấp Steam thì sẽ bắt đầu nâng cấp combat skill, và đây sẽ là cái thang binh 10 phút của game thủ Terran. Thưa bạn, anh ấy bắt đầu đẩy thẳng quân của mình sang bên mỏ của đối phương rồi. Vâng, một Mauder được đưa đi trước để có thể là làm hoa tiêu, và cũng là sẽ là cái con chết đầu tiên thưa bạn. Và nhờ một cảnh báo đấy, các bạn biết rằng cái cảnh báo sóng thần nó như nào đấy, khi mà có sóng thần thì bắt đầu là cái thằng cột mốc đầu tiên nó sẽ phải ăn sóng thần đầu tiên nó mới có thể cảnh báo về vị trí phía sau được. Hiện nay Observer đây đã phát hiện ra được quân đội Terran tập trung ở phía bên ngoài rồi, ngay tức Protoss của ta đưa Stalker của mình ra ngoài. Hiện nay thì Colo sắp sửa có chưa? Vâng, Colo sắp sửa có rồi. Hiện nay đã là 10 phút rồi, bắt đầu Terran của ta tấn công mà thôi. Các bạn thấy rằng hiện nay Protoss ta đặt pylon bị góc phía dưới, chuẩn bị một pha counter attack rồi. Hiện nay thì Terran cũng đang bắt đầu ăn mỏ ba đấy bạn, chính xác thời điểm khi mà các game thủ Terran của ta tấn công lên thì bắt đầu ăn thời mỏ ba. Ôi giời ơi, và các bạn thấy chưa, 10 phút tấn công vào thì bắt đầu Colo ra nơi là đẹp rồi. Vâng, đấy chính là cái cách mà phòng ngự trên những cái thang binh 10 phút đấy ạ. Cái đúng 10 phút các bạn có Colo, thế là xong. Là đối phương, nhìn thấy Colo là đối phương đi về ngay. Bởi vì thời điểm đó thì Terran rất khó để có thể là có được thêm cho mình nâng cấp combat skill. Mà cho nên là bắt buộc là sẽ không thể nào phải rút quân về ngay. Nếu như mà quyết định lao lên sẽ rất nguy hiểm. Và thấy hiện nay ở đây đang có một con giọt đang chạy bộ sang vị trí mỏ 3 rồi. Bình thường thì tôi hay nghe thấy cái món gà chạy bộ. Hôm nay tôi đã nhìn thấy món giọt chạy bộ. Các bạn thấy rằng là Terran Steam bắn một phát là giọt bốc hơi ngay. Chắc là chắn nó bốc hơi vào nồi rồi, nhưng mà không bốc hơi điều khác được. Vâng, có SCV phát hiện ra đối phương đã đưa giọt xa. Ngay tức nó bỏ nhà chính chạy ngay thưa bạn. Rất tỉnh. SCV rất tỉnh và đập trai. Hiện nay thì Poto của ta đang nâng cấp cho mình 22 rồi. Còn ở phía Terra thì có vẻ anh ấy đang nâng cấp cho mình đã hoàn thành xong cho mình nâng cấp combat skill, và bây giờ đang là nâng cấp cộng 1 giáp. Và thế là hiện nay quân đội Terran tập trung ở vị trí Senaga Tower rồi. Vâng, đã đi qua Senaga Tower để một Marine lại để chiếm trầm tầm nhìn. Vâng, đang đi qua cái logo Red Bull rồi. Và các bạn thấy Stalker nó đang quanh ở vị trí bên này. Hiện nay thì sau khi phát hiện ra được đối phương thì đã ăn mỏ 3, nhưng Poto của ta không hề có đi ăn mỏ 3 thời điểm này cả. Một con Pope đấy không biết có phát hiện hay không đây. Một Marine lao lên trước lại làm cảnh báo sóng thần này. Các bạn thấy hiện nay đang có rất nhiều giọt ở đây. Nâng cấp chạc cho nó cũng đang bắt đầu rồi. Của tôi của ta đang có thể nói là đang đánh rất là cẩn thận. Anh ấy biết rằng đối phương thì đã có mỏ 3 rồi, cho nên nhưng mà anh ấy lại vẫn chưa quyết định ăn mỏ 3 ngay, mà anh ấy chỉ loanh quanh ở nhà thôi. Anh ấy biết rằng đối phương thì đang loanh quanh quân ở phía ngoài để khiến cho Poto ta không thể ăn nổi mỏ 3. Đặt mỏ 3 phát ngay tức quân đội của thủ ra của Terran lao ngay này đấy, vừa nói xong lao vào ngay đấy, lao vào ngay lại, vâng, mất ngay con Pop rồi. Đấy, tôi vừa nói xong đã mà đập ngay con Pop rồi. Anh Paul này không biết là có đặt micro ngay lén ở xung quanh phòng tôi hay không nữa. Dễ là có lắm. Chứ anh ấy nghe còn toàn nghe tôi chỉ bài nãy giờ rồi. Bạn thấy là hiện nay còn Marine Steam lên để bắt được con Pop ở đây rồi. Vâng, mùa giọt đã được warp ra, như vậy nghĩ rằng Terran phát hiện ra rằng là đối phương đang có một cái pallon ở đây rồi. Hiện nay Terran của ta chuẩn bị một pha drop vào vị trí góc bên trong này rồi. Vâng, Observer đây rồi. Vâng, rất may thì bạn đúng như chúng ta dự đoán, San đặt một cái Observer đây để có thể phát hiện ra pha drop lần này. Nè, Poto ta đưa quân vào được không? Vào không? Đây rồi, đấy, đứng đây rồi. Vâng, quá tỉnh và đẹp trai thì bạn San sẽ đánh trận này quá tỉnh rồi. Hiện nay thì những cái ý đồ chiến thuật của game thủ Paul hầu như không thể nào gây ra được
những pha khó khăn. Ôi rồi thật không ổn rồi, anh lại rút quân của mình về. Đây rồi, drop rồi, drop rồi, drop rồi, drop thẳng vầng một hàng rất đẹp rồi. Một đội của Tehran dàn quân này thì quá đẹp rồi, các bạn. Photon chẳng bật cũng không thể nào ăn thua rồi. Hiện nay các bạn thấy rằng hiện nay Photon drop quân ra rồi. Đỡ nổi không đây, do hiện nay áp sát được những vị trí của những con Marine rồi. Hiện nay Stalker đang làm gì đây? Không ổn rồi, Marine này đang nằm xuống. Vâng, Marine nằm xuống nhiều nhưng mà đã có quan trọng Mauder nó ở vị trí phía sau. Vâng, Colo bắt buộc phải đưa phía bên trong này để hỗ trợ ra tăng đam rồi. Tôi nhìn thấy những con Pop cũng đang được phải đưa lên phía trước để làm lá chắn phòng ngự rồi. Vẫn mất mỏ được bạn, không ổn rồi. Và mục tiêu của Pol trong những pha drop liên tục đó chính là phá mỏ. Nên một con Colo đang bị tăng ép rồi. Quân đội Tehran lao lên bâng mất Colo rồi. Tiếp theo sẽ là Mazip Core không? Mazip Core rồi. Thôi xong rồi, nhà Robo này vâng nhắm rất may, nhà Robo vừa nhả được một con Colo xong. Không thì mất luôn cả con Colo ở phía bên trong. Hai tem la la ra feedback. Ôi giời, feedback trượt rồi. Feedback phải được cái con mà chả có team chỉ chả chở quân đội gì cả. Vâng, rất là đáng tiếc. Những cái đó thì nói chung những pha feedback với cả những pha tấn công đó thì hầu như là Potos chỉ có thể ăn may thôi. Chứ còn Potos chả biết được cái con mê vắc nào chở đến quân cả thưa bạn. Chúng ta thể thấy rằng hiện nay thì Tehran sau khi phá được bên bay của đối phương có thể nói là quá lãi rồi. Potos của ta mặc dù hiện nay thì kể cả có nhà tem lá cai bây giờ cũng không có cách nào để thành thắng được nữa rồi. Khi mà anh đã mất mỏ, anh phải bắt buộc đặt lại mỏ. Nhưng hiện nay sao người ta không đặt lại mỏ, anh quyết định all in rồi. Nên là có một con Widowmine đây, trong khi đó anh ấy không hề có một con observer nào đi theo để có thể là phát hiện được cái con Widowmine này. Quá khó rồi. Vâng, Pylon ở đây. Ôi giời vâng, nó lại target vào cái con ai chồng ạ. Hiện nay Viking các bạn ở đây, vâng, quá nhiều Viking luôn. Quả này không ổn rồi, quả này Colo chỉ chết trong một đốt nhạc thôi thưa bạn. Họ thấy rằng Stalker đang cố gắng bắt Berlin ra để bắt nhưng cũng không ăn thua được. Vâng, và như vậy là GG. Vâng, xin chúc mừng cái thủ Pol của ông ta. Tỷ số của ông ta đã là 2-1 rồi. Pol sẽ là người đi tiếp vào vòng trong thưa bạn. Xin chúc mừng Pol. Như vậy Pol sẽ gặp game thủ Violet của ông ta ở trong trận bán kết 1. Xin chúc mừng Pol. Một trận đấu này nó phải nói là quá tuyệt vời. Vâng, Pol sẽ gặp Violet ở trong trận bán kết 1 của ông ta. Không thể tin được. San phải đánh, có thể nói rằng San đánh khá chắc ở trong game đấu vừa rồi. Tuy nhiên là anh ấy lại bị mắc một cái sai lầm khi mà anh ấy đưa quân của mình ra ngoài khiến cho đối phương, vâng, có thể nói rằng drop quá đẹp luôn. Pol drop như thế này thì coi như là không còn gì để mà chê trách nữa rồi. Thế quân đội của Potos tự dưng lại đang là thế phòng ngự lại trở thành một cái thế tấn công khi mà bị kẹt Nexus. Không thể nào lao lên ở vị trí bên trên được, xong rồi lao lên lại còn giọt, lại còn phải đi ngang lách qua được cái hàng mirror line nữa. Quá khó khăn và bây giờ là mất mỏ thì bạn, vâng, phải nói là quá đáng tiếc cho San cho pha tình huống lần này. Nếu như anh ấy mà để Stalker lại và chỉ đưa giọt ra ngoài thì có lẽ là anh ấy đã không thốn đến như thế thưa các bạn. Đó, thấy rằng hiện nay thì đấy, mất luôn cả nhà Robo luôn, coi như phải all-in luôn, không còn cách nào để có thể là giành chiến thắng nữa. Captain America. Yeah. Vâng, Pol được mệnh danh là Captain America. Kể ra cũng đúng thưa bạn. Người anh hùng của Tehran mà. Vâng, và như vậy tỷ số của ông ta trong trận tứ kết 2 của ông ta đó chính là 2-1 nghiêng về Pol, và Pol sẽ gặp Violet ở trận bán kết 1. Và chúng ta cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với cả game đấu tiếp theo thưa các bạn. Trận tứ kết thứ 3 của ông ta sẽ diễn ra giữa Stardust và Snoot. Game đấu sẽ diễn ra trong ít phút nữa thôi.